nhạc xin gửi lời thành kính phân ưu chia buồn cùng tăng giao quý quyến. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa ông bà cô bác có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, vì chẳng còn bao lâu nữa, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi sẽ làm lễ đồng quan. Khi cổ áo quan từ từ di chuyển thì biết bao đôi mắt người thân hướng theo cổ quan tài mà không khỏi ngồi rơi ngấn lệ. Bởi sách câm sanh ký tử huy, sanh ly tử biệt, vì kiếp phù sinh như mây hợp rồi tan, như đó đang ghi sống nở chịu tàn, đã là kiếp con người không ai tránh khỏi câu sanh lão bệnh tử, vì trần gian chỉ là cõi tạm, chân thích bên đường dừng trọn nghỉ chân. Nay lợn cam dương văn thế, hưởng thọ 78 tuổi đã mãn số kiếp hồng trần về làm con với Đức Phật, được sự đồng ý của gia đình lên cơ sở mai táng mười tịnh, có điều động các em các cháu đến đây, trước hết xin được thành tâm chia buồn cùng gia quyến, và sau đó nguyện đem lời ca tiếng hát để cầu siêu cho linh hồn của cha được nhẹ nhàng siêu thoát. Và sau cùng, cơ sở mai táng mười tịnh có phụng cúng một lớp cậy lương hầu quảng mang tiểu sử, những người con báo hiếu để làm lễ phá quan đưa tiễn cha về miền tịnh độ. Và giờ đây buổi phục cúng văn nghệ của cơ sở mai táng mười tịnh do em Tùng đảm trách, các em các cháu xin được phép bắt đầu. Và trước khi làm lễ báo hiếu, hãy nổi lên ta hồn trống lệnh. Thank you.
đến soi trường linh chiến tới nhà tiến tấn binh bay. Của lão thôn này giờ những đâu xa trước mắt, dường như báo tin chuyện chạy lòng nợ lứa dài mang đành nén lòng toán tính. Lãnh trượt vũ sĩ hạ trải dừng thính quyền áo tinh bất động. Đóng trại mây trại khắp giả dạng trùng nam bắc sở trắng bọc thảm trong tay nam la phương là quân do giàu cổ khá treo ra ai nhập mạng cổ sói nghiêm vô lĩnh nợ. Bye.
Cha ơi, từ phương xa con lặng lội về đấy.
vào lòng cha như thổ cồn tắm biển. Nhưng có ngờ đâu, Khi con về đến nơi thì trời ơi, cha của con đã không còn nữa. Cha ơi, cha còn sống như tàn cây che bóng má. Mất cha rồi, dù cho các con các cháu có khôn lớn đến đâu, nhưng đối với cha các con vẫn còn nhỏ bé. Các con luôn luôn được trong vòng tay của cha, con được nghe cha dỗ dành và dạy bảo yêu. Trở về đây, các con các cháu đã trở về đây, quay quần bên bộ áo gấm của cha mà cõi lòng tan nát. Cha ơi, cha rồi đấy ngõ trước nhà sau tiêu tiêu. Những bữa cơm chiều các con các cháu dọn lên, không còn thấy cha nữa. Trời còn nhớ những lúc cha đi đâu vắng nhà, các con các cháu ngồi bể ngửa đợi cha về. Con năm nay của cha, con có ba chung rượu lạc. Chung thứ nhất con thơ xin kính trình lễ cửu quyền thất tổ. Chung thứ hai con thơ làm để báo hiếu tư tăng. Cha ơi, còn đây, còn đây là chung rượu thứ ba. Chung rượu thứ ba cũng là chung cuối cùng cả con đưa tiền cả con vòng tay xin chung. Còn đây dặn khăn tan trắng, con thơ dứt lên mái đầu xanh. Còn đó nữa, cha ơi, cha xa đi, đi mãi không về. Thôi con chỉ
còn thi đâu nữa những ngày tháng bên nhau. Nay cương trần ấm tận chỉ xa, ta đã ra đi luôn rồi chẳng quay về. Nên đất này đây đây dấu chân ta kỷ niệm, còn hơi ấm thân thương mà cha bỏ cha con rồi. Nghĩa cử đó các con bao giờ quên được.
Các con xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương sở tại. Xin cảm ơn quý thông gia và quý bà con cô bác gần xa. Xin cảm ơn đội âm công ban nhạc cổ truyền. Và xin gửi lời tri ân đến quý sư quý thầy mấy ngày qua cũng đại giáo Quang Âm về đây tụng những hồi kinh đi cầu siêu cho linh hồn của cha con được nhẹ nhàng siêu thoát. Và sau cùng con cũng không quên cảm ơn cơ sở mai táng đời tình do em Tùng đảm trách cũng đã đến đây tạo mọi điều kiện, mọi phương tiện để cho buổi tang lễ của cha con thêm phần trang nghiêm và long trọng. Ông bà cô bác ơi, suốt mấy ngày qua tăng gia bối rối thì làm sao tránh hết những điều sai sót. Các con quý mong các cấp chính quyền địa phương quý mong ông bà cô bác lượng tình và bỏ lỗi qua cho. Và giờ đây trước di ảnh của cha con, đại diện đó là tất cả các anh chị em của các con cùng các cháu, không biết nói gì hơn. Xin quý ông bà cô bác nhận nơi gia đình các con một lại này để gia đình các con được tri ân và đồng cảm tạ. Xong rồi mấy? Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Nhất nguyện thiên trường địa ngữ, nhị nguyện nhất nguyện chiếu minh, tam nguyện con vọng bái hương linh, tớ nguyện cầu chúc toàn dân an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đức Phật từ bi sớm tăng lên hồn với cha con được sống tiên chúa là việc bảo phòng cha con. Mai Tắng mời tỉnh em Tùng đảm khách đến đây là kết thúc. Trong khi biểu diễn, trong lời ca đối diện, các em các cháu có điều chi sai sót, quý mong cô chú anh chị thương tình bỏ lỗi qua cho. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.